Được rồi nhưng mà không sao. Ý dạ. Chào Phúc Nguyễn nha, không biết cái âm thanh làm sao á. Chào Minh Đức Lào Cai, bố biết con mà. Đúng ra thì bố không qua like, nhưng mà lý do là ở chỗ ngồi ăn cơm. Rồi xong thấy có cô em cô nói chuyện về cô này là gia đình cộng sản 100%, nhưng mà cô nói những cái mà quẩn khúc, những cái mà bí, những cái mà hầu như là những người dân cộng sản mới biết được, là khá là vậy đi. Mình thấy hay quá mà mình phục sắc đất luôn, mình phục sắc đất luôn. Cho nên vì chỗ đó thành ra mình tự nhiên mình cảm thấy mình có hứng và mình live stream để cho các con các cháu hiểu rồi đó. Thì cô này thì cũng như là cô em thôi, nhưng mà cô em vợ thế, nhưng mà cô này là quê ở Quảng Trị và gia đình nói một cách khác á, chào Nguyễn Trung, nói một cách khác là cô ấy là gia đình của người cộng sản, mặc dù trong gia đình cô ấy, cha cô ấy là lính thiết giáp đã, nhưng mà cô ấy hiểu hết. Và cô ấy kể một câu chuyện rất ư là buồn cười. Có hai vợ chồng, chồng là sĩ quan Mỹ, cô ấy ở ngày xưa là lính Mỹ, nó có một cái gọi là cái gì, nó gọi gì ta, cư xá mà nó gọi là gì ta, trại gia binh. Thì ông ấy thì ông hay về, ông bắt bà phải đi mua gạo, bắt phải rang gạo, ông đủ thừa bà là ở trong đó, trong đi hành quân có này có kia khó khăn nha. Nhưng mà sau té ra ông ấy là như đại tá bộ đội Cụ Hồ, mà ông ấy là đeo lon trung quý Việt Nam Cộng Hòa. Thì mà bà này chẳng có biết mày trên rồi, chỉ biết cái ông sai đâu làm đó thôi, mua gạo về rang lên rồi xong nấu nước rồi xong đem cho ông. Thì té ra sau này mới biết, bà này bà nói là bà bất ngờ là cho bà không biết gì hết á. Sau ngày giải phóng xong thì các anh bộ đội phía bên kia gặp ổng ôm nhau hung hít, rồi xong rồi mới tuyên dương ổng mừng rỡ, thì mới té ngửa ra ông ấy là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Tất nhiên là mình phải hiểu là ông nói là chơi hai phe đó. Ê, đã vậy. Bà kể nhiều giai thoại mà mình thấy mình hết hồn, mình không nghĩ tới cái chuyện đó. Thì bà mới nói một kêu như vậy là cái lời của ông Thiệu nói không sai một chữ, không trật một từ. Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm. Bà nói một câu tuyệt vời, rồi lan man cùng anh em ngồi ăn cơm. Thì bà nói chuyện trong thời gian khổ đói nghèo mới giải phóng như thế nào, gia đình bà sống ra sao, mình thấy mình rớt nước mắt. Rồi tự nhiên mình xúc động, mình có cái ý tưởng là mình like thôi, để nói chuyện với anh em chút trong bữa cơm trưa chiều nay, thế thôi, chứ còn ngoài ra không có gì cả. Nhưng mà có điều mình nghe rồi mình cảm thấy mình xúc động. Tại bởi nói chung là em trong nhà, nhưng mà thực chất là mình không hiểu là quá khứ của người em mình ở đằng sau đó là cái gì. Bà kể nhiều cái giai thoại mà mình cảm thấy là mình rơi nước mắt. Bà nói em ngày xưa không biết hạt gạo là như thế nào, suốt năm toàn là ăn khoai, ăn sắn, rồi xong rồi ăn rau. Ăn rau đến mức độ là xanh mặt, trong bụng không có gì cả. Và thậm chí nhiều khi các em đi học về, thậm chí nhiều khi sùi bọt mép, là bởi vì khi nó đi đường, đi học trên đường đi học về,
nó hái những cái quả gọi là ngày xưa nó còn đầy giấy là cái trái gì ta, trái điều mà nó chưa chín, nó còn xanh xanh đó, hái để mà ăn để đỡ đói. Có nghĩa là rồi xong ăn xong nó bị sốc, có nghĩa là ăn xong trong bụng không có gì hết á, rồi ăn xong rồi nó sùi một mép ra đó. Nó có nhiều cái chuyện mà mình cảm thấy là mình không muốn nhắc lên, nhưng mà bây giờ thì cô em đưa cô nát nó nói lại để mình hiểu được cái giá trị, cái giá trị của cuộc sống hiện tại của người dân. Có nghĩa là như vậy nè, gia đình của ấy hiện giờ là không cần phải nói nữa, các người cũng biết rồi, buôn gạo là hàng cả trăm tấn chứ còn không có chuyện gì. Nhưng mà có điều mà bà nhớ lại cái ngày xưa, cái thời thơ ấu, cái thời mà còn đi học á, bà mới chợt nhớ ra, bà ngồi bà nói nước mắt bà muốn rớt ra, nghĩa là tại làm sao những người hiện giờ không hiểu được những cái ngày tháng khó khăn của đất nước, giống như gia đình của bà ấy đã phải chịu, mà không có mình bà ấy đâu, là hầu như nguyên một cái làng, nguyên một cái xã là như vậy. Thế thì tự nhiên mình cảm thấy là mình xúc động, là bởi vì không ai nghĩ tới cái cảnh mà nó khổ đến mức độ như vậy. Cả làng làm một con heo, thì con heo từ thịt nạc, từ xương đầu, từ xương sườn, từ đù, từ giò, chỉ bán một giá như nhau. Nhưng tất cả mọi người đều mua mỡ, không mua thịt. Mua mỡ heo, cái lý do mua heo cũng đậm chất nhân văn. Không ai mua sườn, không ai mua thịt, mà chỉ mua mỡ thôi. Mà con heo thì có mỡ heo, nó có số lượng, nó đâu có nhiều. Thì mình mới thắc mắc, mình mới hỏi bà, tại làm sao mua mỡ heo mà không mua thịt? Bởi với cái số tiền đó, thì bà mới nói rằng, anh ơi, mua mỡ heo thắng ra ăn lâu dài, còn thịt anh kho, anh làm gì làm, chỉ một bữa là xong. Nhưng mà khi mỡ heo thì anh có thể ăn một tháng, hoặc là thậm chí là 2 tháng. Là bởi vì sao? Khi anh có một cái củ hoặc cái gì đó mà anh nấu ra, anh lấy mỡ heo ráng lên thôi, rồi nước mỡ nó chảy ra, anh chế những nước muối, hồi xưa không có nước mắm, chỉ có muối vào mà thôi. Rồi xong rồi anh cắt quầy xưa ngoài sân á, có mấy cọng hành anh bỏ vào, thế là một bữa cơm. Mà chỉ có nước mỡ thì mới gia đình đông, là nghe nói 7-8 người con là cái cuộc sống của bà ngày xưa nó cơ cực như vậy. Mà ngày xưa bà mới có mấy tuổi em, cái thời mà mua mỡ là em bao nhiêu tuổi? 10 tuổi mà đã biết như vậy rồi. 10 tuổi mà đã biết rằng mua mỡ chứ không nên mua thịt, bởi vì mua thịt kho ăn liền, hết liền, mà mua mỡ thì ăn được cả tháng. Kinh khủng không? Cái sự gian nan của cái dân tộc mình đến nỗi khổ, khổ đến mức độ vậy. Và cái cuộc sống của bà từ xưa là bà biết ăn rau không? Không biết ăn cơm. Mà có cơm hay chăng nữa cũng phải trộn với lại khoai. Chứ là trong cái củ khoai nó dính vài ba cái hộp cơm mà thôi. Mình kể cái giai đoạn này lên á, mình không phải là mình cầu xin sự tha thứ hoặc là cái sự mà biết ơn gì cả. Nhưng mà mình nói cái điều là phải biết trân trọng quá khứ, thì mình mới biết cái cuộc sống mình hiện tại như thế nào. Mình nói vậy các bạn có hiểu không? Có nghĩa là gì? Mình nên trân trọng quá khứ thì mình mới quý được cái hiện tại mình hiện giờ như thế nào. Không có một đất nước nào mà nó tàn khốc như đất nước Việt Nam sau cuộc chiến cả. Cái này là cái cảm xúc nhất thời thôi, nhưng mà tại vì mà đang ăn cơm mà nghe cô kể cái chuyện mà ngày xưa tự nhiên mình cảm thấy ủa anh Peter Phượng chưa ngủ hả? Cô gái mà anh đã từng tới nhà mà ăn cơm với cô ấy đó, cô gái bán gạo á, anh Phượng, nếu anh Phượng có dịp thì anh Phượng lên chơi,
anh gửi yêu cầu rồi tôi mời anh lên chơi. Thế thì như vậy nè, sau khi mình nghe mình rất là xúc động, thì bởi vì không có ngày xưa chắc chắn chúng ta không có người hôm nay. Cái cô này thì gia đình của cô ấy là có hai phe, ông già thì đi lính thiết giáp bị nằm hòa, gia đình bên ngoại là coi như là thuộc dạng của đế vương rồi. Ở ngoài Huế mà có sân bay nóc nhà là biết rồi. Nhưng mà khi mà giải phóng xong là gia đình cũng sâu xé dữ lắm. Nhưng mà gia đình cô ấy chấp nhận ở lại. Ông ngoại mất ở Long Khánh, là gia đình ở Long Khánh đó. Nói như vậy để hiểu rằng cái tinh thần của người Việt nó không có đơn giản như mọi người mà mình nghĩ đâu. Và chúng ta phải hiểu rằng đã là ai là con dân nước Việt phải hiểu được cái mốc lịch sử, cái lịch sử mà ông cha ta đã giành lại của bọn đế quốc. Chính bây giờ tao ở Mỹ nhưng mà tao cũng không thích gì đó. Nói như vậy để hiểu rằng là ở đây từ cái thuở ban đầu cho đến bây giờ, nói một cách khác hay là từ cái ngày mà giải phóng xong rồi còn bị hai cuộc chiến tranh nữa, thì gia đình tất cả mọi người ai cũng hiểu rồi, nhất là ở người ở miền Tây cũng bị Pol Pot qua, người miền Bắc cũng bị xâm lấn rồi, không mình bỏ vào giữa đi mà đúng không? Sau khi mà đã hoàn thành sứ mệnh rồi, đất nước Việt Nam coi như là vẫn có cái nền coi như là độc lập tự do thống nhất đất nước. Cái điều đó là hàng triệu người, 100 triệu dân tại bây giờ là hầu như ai cũng quan nghênh điều đó cả. Cái điều đó mình không bàn cãi. Nhưng ở đây thì cái cô ấy gợi lại chuyện xưa. Chính cái chuyện xưa đó làm cho mình xúc động. Nói sao cha? Anh Phượng lên hả? Anh Phượng muốn nói chuyện với em là cô Ngọc. Để tôi lấy cái tai nghe đã. Tôi gắn cái tai nghe vào chút trước. Rồi. Chưa ngủ anh? Hôm nay sao mà nằm ngoài không ngủ được? Ok, thôi lên nói chuyện chút. Nghe câu chuyện anh. Ok, nghe câu chuyện anh nói cảm động thấy. Và cái này là không phải lời tôi nói anh. I know. Cái lời này là cái cô của cô Ngọc á, của em tôi em nói. Thế thì thực sự là khi tôi ra ăn cơm. Đang ngồi ăn cơm nè, nhưng mà nghe cô nói tự nhiên tôi có một cái gì đó mà tôi cần phải chia sẻ. Đúng. Thế thì cô ấy nói rất là cảm động, có nghĩa là cô ấy trách là những người mà sau này, mặc dù gia đình của cô ấy bây giờ anh cũng biết rồi, giàu có ăn tiền của ăn của đỏ của để gia đình thì không có là phải bàn cãi gì cả. Nhưng có cái điều cô ấy trách là những người tại làm sao đã đất nước đã có những cái mà nói chung là phát triển rồi, có nhưng mà nó có những con người mà họ hận thù đất nước và họ không hiểu được là ngày xưa nó như thế nào. Thế thì cô ấy kể ra một loạt những cái sự kiện mà chính gia đình của cô ấy phải chịu, thí dụ vậy, thí dụ đi kinh
tê mới, rồi xong ăn uống sao, rồi các cái, rồi sinh hoạt gia đình như thế nào, mình thấy mình xúc động, thế thôi. Anh đi đây thì buổi đây thì cũng là buổi chiều, buổi xế chiều, có là sớm chiều chứ. Bây giờ thì bên mình cũng khoảng 1-2 giờ trưa rồi đó, 1-2 giờ trưa không biết nữa. Ông đi ba chiều. Thế thì mà tôi không ngờ anh không chịu ngủ. Bây giờ không ngủ được rồi. Xong ngủ được thì ok, chắc là cũng khắc khoải nhớ quê. Cái điều đó tôi thông cảm. Nếu mà mình nói những người từ Việt Nam mà đi qua Hoa Kỳ này đó, thì là khi mà họ đến đây đó, họ đã được mấy thằng cha đến trước, căn là từ cái hồi mà mấy ông Việt Tân ông bày ra cái chuyện đánh nhau Việt Nam á, thì là cứ bày ra cái chuyện đó. Ông nhìn ông cầm lấy cái lá cờ vàng, ông không thể nào ông nói một câu đàng hoàng về Việt Nam được. Ông không có thể nào ông nói được một câu đàng hoàng khi mà ông còn ngồi ở dưới cái lá cờ vàng. Ông còn bị cái bóng ma của cái lá cờ vàng nó phủ lên cái đầu ông. Hay là trước mặt ông nhìn thấy cái lá cờ vàng, hay bên cạnh ông có cái lá cờ vàng, không thể nào ông nói được câu đàng hoàng về Việt Nam. Không thể nào được anh, tại vì cái lá cờ vàng cái biểu hiệu của nó là chiến tranh mà, là sự hận thù anh, là sự chia rẽ, là sự lừa dối, là sự phản bội. Làm sao mà nói được câu đàng hoàng anh? Anh cầm cái lá cờ nào anh nói câu đàng hoàng thì tôi không biết, nhưng mà anh cầm cái lá cờ vàng, lá cờ vàng ba sắc đỏ đó, là ông cuộc đời ông chỉ chửi bới thôi, ông chỉ tức giận thôi, ông chỉ chửi bới thằng này, ông chọc, ông chửi thằng này, ông chửi thằng kia. Ông ở đây thì ông chửi Việt Nam, ông chửi thằng Mỹ, tại vì thằng Mỹ nó khốn kiếp vậy, nên nó mới bỏ rơi mình mới thua, mình mới chạy qua đây, đâu có bao giờ đi thoát ra khỏi được cái câu nói đó. Anh đồng minh nó phản bội mình, ông muốn là ông cầm cái lá cờ vàng đó là đúng cái sự phản bội của đồng minh, bức tử anh em Việt Nam Cộng Hòa. Có được bây giờ nói được câu đàng hoàng đâu anh? Anh biết không, nó là một cái mình kêu là những cái di chứng của chiến tranh. Di chứng của chiến tranh ấy, anh cầm cái lá cờ vàng đó là ông chỉ thấy chiến tranh thôi, ông chỉ thấy đau thương, ông chỉ thấy chết chóc thôi, ông chỉ thấy hận thù thôi, chứ ông thế nào nói xây dựng được cái gì cả. Tôi với anh thì cũng ở dưới lá giờ cái lá cờ đó mà. Mà sao là sao tôi không nghĩ được đó? Mình có nghĩa là mình không phải là cái tiếp người đó, chứ vì là mình phân định rõ tội nghiệp lắm, đúng sai rõ ràng. Tội nghiệp lắm. Anh nhìn mấy cái thằng cha mà ngoài này mà mỗi lần nó còn rỉa rói về Việt Nam mà là anh cứ nhìn một trăm thằng là như một trăm quần là lá cờ vàng bị thúc đẩy bởi cái lá cờ. Được vậy rồi. Tôi hiểu điều đó, nhưng mà cỡ như mình á mà rỉa rói gì Việt Nam, nó đổ thừa tại tao thua trận á, tao tức tao chửi, còn chấp nhận được. Ấy được, có những cái đứa mà dắt mũi chưa sạch thì mũi còn lấy khăn lao mà nó vẫn ai vua nó làm, thì tôi cái đầu óc nó nghĩ sao anh? Đây là cái món nợ của chiến tranh anh. Mình nó chúng nó không vay mà chúng nó phải giả. Chiến tranh, cái chủ chiến tranh Việt Nam nó oan nghiệt lắm ạ. Đúng là có những người họ không vay mà họ phải giả cái món nợ đó, như chẳng hạn những đứa trẻ cái thế hệ sau này nó lớn lên nó không ăn nhầm gì cái cuộc chiến tranh đó, nhưng mà những khi tại vì nó sống ở trong cái môi trường bố mẹ nó nói câu này, mẹ hay bố nó nói câu này, mẹ nó nói kia, anh nó nói câu này, hay là ông bà nó nói câu này, cái nó bắt chước theo. Mình nhìn thấy ngay trên đất Mỹ này chứ đâu. Giờ đúng này rồi, thì chính gì tôi nói nè. Giờ này vẫn còn những đứa nào. Thì tụ họp nhau là bắt đầu nó xấu à. Tụ họp nhau nó xấu à. Nhưng mà ông nhìn thấy nó tụ họp nhau mà nó xấu lại. Tôi bảo đảm với ông là cái nơi tụ họp thể nào cũng có 5-7 lá cờ vàng nó ở đó. Bảo đảm. Thì rồi, tôi cảm ơn anh. Tôi lại đột sức và cảm ơn anh lên chơi. Yes. Thì rất là vui. Chuyện này nó vô bổ, nó vô thưởng, vô phạt. Nhưng mà ý tôi muốn nói cái điều, tôi nhấn mạnh một điều nè. Họ không gội rửa được đâu anh. Có nghĩa là khi họ nhiễm, anh nghĩ sao Phan Nguyên Nhân bây giờ tự nhiên đùng sáng Phan Nguyên Nhân. Tôi yêu Việt Nam, tôi thương. Anh okay. Thấy vô duyên, anh thấy không? Đó, tôi kêu tên,
và tôi điển hình một cái danh nhân vật ở cộng đồng hải ngoại, anh nghĩ sao? Không bao giờ có chuyện đó, đúng không? Thế thôi. Ok. Anh ngủ ngon nha, nhớ ngủ chút xíu đi. Okay. Giờ này mà anh chưa ngủ được, tôi thấy lo sức khỏe cho anh đó. Được rồi, anh cảm ơn anh. Được rồi, mình đã ngủ. Ok. Rồi. Cảm ơn anh.